Xin chào quý vị và các bạn nhé. Trở lại với tin tức về tên Tuấn Khỉ. Đây là đối tượng hết sức nguy hiểm đang bị công an Việt Nam truy lùng hết sức gắt gao. Thì một số người đặt ra câu hỏi là không biết Tuấn Khỉ đã bị bắt hay chưa. Và nếu mà chưa bị bắt thì là hiện đang ở đâu? Thì để giải đáp cái thắc mắc này thì có một cái bài báo sáng nay trên báo Tuổi Trẻ online tuổi trẻ.vn thì đã có một cái bài viết đăng trên báo như thế này. Công an thành phố Hồ Chí Minh mời vợ Tuấn Khỉ và nhiều người lên làm việc. Đăng lúc 7 tháng 2 năm 2020 lúc 0 giờ 41 phút sáng nay. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời vợ của Tuấn Khỉ và nhiều người liên quan lên làm việc để điều tra làm rõ vụ án. Rạng sáng 7 tháng 2, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương điều tra vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra vào các ngày 29 và 30 tháng 1 tại vườn nhãn cạnh nhà số 28, 28B đường 121 thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi và cầu Bến Nảy, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi làm 5 người chết và 1 người bị thương. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng Lê Quốc Tuấn, còn gọi là Tuấn Khỉ, 33 tuổi, ngụ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thực hiện. Theo diễn biến mới nhất của vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời Trương Thị Kim Thoa, vợ Tuấn Khỉ, 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Hồ Thị Thủy, 45 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, Nguyễn Thị Trang, 48 tuổi, ngụ phường 11, quận Gò Vấp và nhiều đối tượng liên quan để làm rõ hành vi phạm tội của Tuấn Khỉ, cũng như hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và hành vi che giấu tội phạm. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm thời cho Trương Thị Kim Thoa, Hồ Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thị Trang về nhà. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin giúp lực lượng công an truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, không che giấu chứa chấp đối tượng. Vậy là trong cái thời gian vừa qua thì tính đến thời điểm ngày hôm nay, 7 tháng 2 năm 2020 thì đối tượng đang bị truy nã rất là gắt gao Tuấn Khỉ hiện vẫn chưa bị bắt. Và tại sao cái đối tượng này vẫn chưa bị bắt thì cũng một phần là do trước đây thì quá khứ của hắn từng làm công an nên là cũng có một phần hắn nắm vững được cũng biết một chút cái nghiệp vụ công an nên khả năng là hắn trốn tương đối là kỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nội dung video và theo dõi kênh Vùng Cao Tây Bắc. Để theo dõi được những video mới nhất về tin tức của tên Tuấn Khỉ cũng như dịch cúm cúm Vũ Hán thì quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những video mới nhất. Những video này là những cái video đều đã được các cái thông tin đã được kiểm chứng trên các báo có uy tín và những cái báo chính thống của Việt Nam. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.